kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, Nhật Bản là đất nước thường xuyên xảy ra những trận động đất kinh hoàng. Tuy nhiên, vào sáng ngày 8 tháng 7, không phải vì động đất, cả nước Nhật bất ngờ rung chuyển bởi thông tin cựu Thủ tướng Shinzo Abe bị bắn. Những nhân chứng tại hiện trường đã kể lại khoảnh khắc ông Shinzo Abe gục xuống sau hai phát súng trước sự ngỡ ngàng của những người theo dõi bài phát biểu. Chứng kiến vụ ám sát này, nhiều người tiết lộ tình tiết lạ diễn ra tại hiện trường. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hikorazu Matsuno cho biết, cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bị bắn từ sau lưng vào khoảng 11 giờ 30 giờ địa phương khi đang phát biểu vận động trên đường phố thành phố Nara, tỉnh Nara, miền tây nước này. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông Abe đang có bài phát biểu ủng hộ các ứng cử viên đảng dân chủ tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc bầu cử hạ viện vào ngày 10 tháng 7 sắp tới tại một địa điểm phía bắc Gayamato, Shiga của công ty đường sắt Kintetsu vào sáng ngày 8 tháng 7. Một nữ sinh 17 tuổi theo dõi bài phát biểu của ông B cho hay, có vẻ như phát đạn đầu tiên bị trượt, ông Abe vẫn tiếp tục phát biểu. Nghi phạm hạ thấp người và bắn phát thứ hai khiến ông ấy bị đổ gục tại chỗ. Tôi thấy khói bốc lên từ nòng súng. Theo một phụ nữ có mặt tại quán cà phê gần hiện trường, nhiều người đã đổ xô vào các tòa nhà gần đó sau khi nghe thấy âm thanh nghi là tiếng súng. Người phụ nữ cho biết, Tôi nghe thấy âm thanh giống như tiếng một khẩu súng ngắn, mọi người xung quanh cùng hét lên. Cần tìm máy khử rung tự động bên ngoài, AED, ông ấy đã được đưa đi bằng xe cấp cứu. Một nhân viên tại chi hội tỉnh Nara của LDP nói với tờ Mainichi, một người quen gọi đến văn phòng nói rằng, cựu thủ tướng Abe đã bị tấn công và tôi không thể tin được những gì mà mình đang nghe, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Một quan chức thuộc Sở Cứu Hỏa thành phố Nara xác nhận với CNN rằng cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã rơi vào tình trạng ngừng tim phổi sau khi gục ngã với bài phát biểu vận động tranh cử tại thành phố Nara miền Tây đất nước. Ông Abe đã được đưa tới bệnh viện trong sáng ngày 8 tháng 7. Theo ghi nhận của kênh NHK, cựu Thủ tướng đã bị bắn vào ngực hai lần. Một nguồn tin cảnh sát cho biết thêm rằng sau vụ việc, ông Abe vẫn tỉnh táo và có phản ứng khi được chuyển tới bệnh viện. Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm khoảng 40 tuổi tên là Yamagami Tetsuya và thu giữ một khẩu súng vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày. Có một tin tiết được các nhân chứng tiết lộ là tại hiện trường nghi phạm bắn cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe không có ý định chạy trốn. Phóng viên tờ Asahi Shimbun cho biết, nghi phạm đứng cách cựu thủ tướng Abe khoảng 5 m và bị vệ sĩ của ông khống chế sau khi nổ súng. Phóng viên này cho hay, kẻ nổ súng cố chống trả nhưng không nói gì. Cựu thủ tướng được đưa khỏi bục phát biểu và được xoa so bóp tim, có người hô hoáng để tìm kiếm bác sĩ và y tá. Vân Hoàng, một người Việt đang sinh sống và làm việc tại Nhật đã có những chia sẻ mới nhất về tình trạng tại Nhật Bản ngay lúc này. Vân Hoàng cho biết, giờ nghỉ trưa tôi vừa quay lại với mạng xã hội sau khi quay cuồng với công việc, thì hàng loạt tin nhắn ập tới, ông Shinzo Abe bị bắn. Vân Hoàng như chết lặng, không thể tin nổi vào những thông tin quá sốc đang hiện trên những dòng tin nhắn. Nhưng đó thực sự là điều đang xảy ra ở Nara và sự chấn động của nó có thể đang được cảm nhận trên khắp nước Nhật nhiều người làm ở những công ty có lắp đặt tv và chia sẻ cả công ty đều đang nín thở theo dõi diễn biến từng phút tất cả đài tin tức ở nhật bản lúc này đều đang đưa duy nhất diễn biến của thông tin này đài nsk đưa tin cựu thủ tướng abe ngã gục trong lúc phát biểu tại thành phố nara sau khi bị bắn từ phía sau kyodo nói rằng cựu thủ tướng abe bất tỉnh và dường như đã lên cơn ngưng tim hô hấp afp đưa tin cảnh sát nhật bản công bố nghi phạm tiếp cận cựu thủ tướng abe từ phía sau và bắn ông bằng súng hoa cải NHK cho biết, nghi phạm được cho là bắn cựu thủ tướng Nhật Bản hai phát và chỉ đứng đó sau khi ông Abe ngã xuống đất. Nghi phạm không cố gắng bỏ trốn. Reuters nói rằng, nghi phạm đã bị bắt. Một phóng viên của NSK ở hiện trường cho biết, nghe thấy hai tiếng nổ lớn liên tiếp giữa bài phát biểu của ông Abe. Những thông tin chi tiết về vụ việc đang được cập nhật liên tục trên truyền hình và các trang tin tức và cả nước Nhật đang dõi theo trong lo lắng. Ai cũng không rời mắt khỏi màn hình TV cả nước nhật rung chuyển một người thẳng thốt vân hoàng một người việt đang sinh sống tại nhật bản cho biết tôi cũng từng nhiều lần chứng kiến cảnh các chính trị gia nhật bản vận động tranh cử trước nhà ga akabane hay ga shinjuku nơi gần tôi sinh sống ở tokyo theo cảm nhận cá nhân tôi tôi thấy rằng bảo vệ an ninh ở các cuộc vận động như vậy có vẻ không chặt chẽ lắm các chính trị gia nhật còn hay phát biểu trên các xe buýt mui trần có vẻ gần gũi rất chủ quan có lẽ chỉ ở Nhật mới có phong cách vận động tranh cử như thế. Không ai có thể ngờ tới chuyến đi vận động tranh cử của ông Abe vào hôm mùng 8 tháng 7 để thể hiện sự ủng hộ các ứng cử viên Đảng dân chủ tự do LDP cầm quyền trong cuộc bầu cử thượng viện Nhật Bản sắp tới lại xảy ra một ngã rẽ đau lòng như vậy. Sau bài phát biểu ở Nara, lẽ ra ông AB sẽ tới Saitama vào tối mùng 8 tháng 7. Vân Hoàng cho biết: "Tôi và tất cả đồng nghiệp bạn bè đều bàng hoàng trong lòng nặng trĩu khi truyền thông địa phương đưa tin rằng cựu thủ tướng khó có khả năng qua khỏi. Hiện tại sau khi biết tin cựu thủ tướng Abe bị bắn, đương kim thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida bỏ dở kế hoạch vận động tranh cử và lập tức trở về thủ đô Tokyo. Ông Abe là thủ tướng tại vị lâu năm nhất của Nhật Bản trong giai đoạn từ 2006 đến 2007 và năm 2012 đến 2020. Trong suốt thời gian dài nắm quyền, nhà lãnh đạo không chỉ ghi dấu ấn sâu đậm với người dân trong nước, đối với cộng đồng quốc tế ông cũng tạo dựng một hình ảnh được nhiều người yêu mến. Là đất nước có luật kiểm soát súng nghiêm ngặt và cực kỳ hiếm tội phạm sử dụng súng, việc cựu thủ tướng Shinzo Abe bị ám sát giữa ban ngày không chỉ khiến cho người Nhật Bản mà dư luận thế giới cũng đều vô cùng bàng hoàng. Trước khi xảy ra vụ ám sát, Nhật là một trong những quốc gia có tỷ lệ tội phạm dùng súng thấp nhất thế giới. Trong năm 2018, Nhật chỉ ghi nhận 9 trường hợp thiệt mạng vì súng so với tổng số 39.740 người cùng năm ở Mỹ, theo đài CNN. Theo luật kiểm soát súng ống của Nhật, các loại súng được phép bắn là shotgun, còn gọi là súng bắn đạn ghém, súng hoa cải và air reflex, súng hơi. Không có súng ngắn, handguns. Tuy nhiên, để có được những điều luật này là một quá trình lâu dài và phức tạp đòi hỏi những nỗ lực vất vả và rất nhiều kiên nhẫn. Để mua súng ở Nhật, người muốn mua trước đó phải tham gia một lớp học, đậu bài kiểm tra viết và bài kiểm tra tầm bắn với độ chính xác ít nhất là 95%. Họ cũng phải trải qua kỳ đánh giá sức khỏe tâm thần và kiểm tra chất cấm cũng như kiểm tra lý lịch nghiêm ngặt bao gồm xem xét hồ sơ tội phạm, nợ cá nhân có liên quan tổ chức tội phạm hay không, các mối quan hệ với gia đình bạn bè. Năm 2007, thị trưởng Ito Ito của thành phố Nagasaki, thuộc tỉnh Nagasaki ở miền Nam Nhật bị một tên xã hội đen bắn ít nhất hai phát vào lưng và thiệt mạng. Kể từ đó, Nhật đã thắt chặt hơn nửa luật kiểm soát súng, áp dụng các hình phạt nặng hơn đối với tội phạm sử dụng súng, phần lớn là thành viên các băng nhóm tội phạm có tổ chức. Năm 2019, ước tính khoảng 310.400 khẩu súng thuộc sở hữu dân thường ở Nhật, quốc gia 125 triệu dân có chuyên gia an ninh lo ngại sự việc ông Abe bị bắn sẽ thay đổi cách nước Nhật ứng xử với an ninh mãi mãi. Giám đốc hội đồng công nghiệp an ninh quốc tế Nhật Nancy Snow trao đổi với CNN. Vụ việc không chỉ hiếm mà còn thực sự khó hiểu về mặt văn hóa. Người dân Nhật không thể tưởng tượng có một nền văn hóa sử dụng súng như chúng ta có ở Mỹ. Bà Snow nói, đây là khoảnh khắc không thể nói nên lời, tôi thực sự cảm thấy không nói nên lời. Tôi cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất cho cựu thủ tướng Bà Snow đặt câu hỏi, chuyện này sẽ tác động thế nào đến tâm lý quốc gia của những người dân vốn không phải đề phòng gì và có giao ước xã hội với nhau rằng họ sẽ không sử dụng đến súng. Tôi thật kinh khủng khi nghĩ về điều đó. Bà Snow nói bà từng nghĩ rằng Nhật là một ốc đảo và đã cho thấy những gì họ có thể dạy cho Mỹ về súng. Tuy nhiên, tôi nghĩ sự việc ông Abe bị bắn sẽ thay đổi nước Nhật. Và không may là mãi mãi vụ nổ súng kinh hoàng nhằm vào cựu thủ tướng nhật bản shinzo abe đã khiến cho cả thế giới chấn động về mức độ manh động của hung thủ những tin tức tiếp theo xoay quanh vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại